Luật sư Quách Thành Lực cho rằng đề xuất xóa hộ khẩu với người không khai báo khi rời địa phương từ 12 tháng sẽ gây phiền hà cho dân, phát sinh thủ tục rườm rà. Trước đề xuất của Bộ Công an về việc xóa hộ khẩu thường trú với công dân đi khỏi mà không khai báo, luật sư Quách Thành Lực đoàn luật sư Hà Nội cho rằng đây là cách làm lạc hậu, nên sẽ không đạt được mục đích quản lý về mặt con người, nhân khẩu. Mấu chốt là bỏ quản lý bằng số hộ khẩu giấy để chuyển sang mã số định danh, và cảnh sát khu vực, địa phương phải đi kiểm tra, cư trú thường xuyên mới đạt được mục đích quản lý con người. Nếu chúng ta cứ mãi đuổi theo, đi sửa, bổ sung các quy định nhỏ liên quan hộ khẩu, thì mãi mãi chỉ làm phát sinh thêm thủ tục hành chính gây rườm rà, tốn kém, luật sư nêu quan điểm. Cùng cho rằng đề xuất này gây phiền toái, anh Nguyễn Văn Công, huyện Yên Dũng, Bắc Giang cho hay tại quê anh rất nhiều lao động đi làm xa nhà, nhưng phần đông không biết quy định phải ra cơ quan công an khai báo tạm vắng. Trong khi cán bộ sở tại lại ít thông báo, đôn đốc việc này. Nếu đề xuất được thông qua, anh e ngại sẽ khiến người đi làm xa nhà gặp phiền toái, mất quyền lợi chính đáng và tốn thời gian làm thủ tục nhập hộ khẩu trở lại. Số hộ khẩu giấy ghi thông tin đăng ký thường trú của công dân hiện nay. Ảnh, Phương Sơn luật sư Nguyễn Minh Long giám đốc công ty luật Dragon, nói đề xuất quy định để ràng buộc và quản lý tốt nhân khẩu của Bộ Công an là cần thiết trong bối cảnh nhiều người cố tình vi phạm việc khai báo tạm trú, tạm vắng. Tuy nhiên quy định cắt hộ khẩu của người đi khỏi nơi cư trú từ 12 tháng không khai báo sẽ gây ra phiền toái, hệ lụy nhiều hơn so với các điểm tích cực mà nó mang lại. Cảnh sát khu vực là những cánh tay nối dài của Bộ Công an trong việc quản lý cư trú ở địa phương. Nếu lực lượng này thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tình hình sẽ quản lý tốt hơn, thay vì đưa ra các quy định ràng buộc, gây khó khăn cho người dân. 39 thủ tục hành chính ăn theo sổ hộ khẩu. Đồ họa, Bá Đô Tạ Lư trả lời về nội dung dự thảo, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho rằng đây là vấn đề đưa ra, để các cơ quan cùng bàn giải pháp làm sao tốt nhất cho việc quản lý cư trú, và phù hợp với người dân. Nội dung này mới dừng ở dự thảo và có thể sửa đổi nhiều lần, phải xin ý kiến các bộ, ban ngành, chuyên gia. Việc quyết định có đưa vào luật hay không sẽ cho Quốc hội thảo luận, thống nhất. Theo luật cư trú hiện hành, nhà chức trách sẽ xóa hộ khẩu với những người thuộc diện sau: chết, bị tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết, được tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại, ra nước ngoài để định cư, đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới. Trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ. Ngày 20 tháng 2, Bộ Công an lấy ý kiến cho dự thảo luật cư trú sửa đổi. Trong đó đề xuất bỏ hình thức quản lý bằng số hộ khẩu giấy để sang hình thức quản lý cư dân bằng mã số định danh cá nhân thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu về cư dân quốc gia. Dự thảo cũng bổ sung nhiều trường hợp phải xóa đăng ký thường trú xóa hộ khẩu như công dân đi khỏi nơi cư trú 12 tháng không khai báo tạm vắng với cơ quan quản lý, người ra nước ngoài để định cư hoặc có thời gian xuất cảnh ra từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo cho cơ quan quản lý cư trú nơi đăng ký thường trú, người bị phạt tù có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tù chung thân, tử hình. Let's look at why.